Và phân bóng dài rất nguy hiểm. 1-0 cho các cầu thủ Olympic Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ của chúng ta. Chỉ một tình huống thôi. Tốc độ của tiền đạo bên phía đối phương là rất nhanh. Rất nguy hiểm. Vẫn là những pha tấn công hiện đánh đầu. Lưới của Việt Nam đã rung lên lần thứ hai. Tấn công biên rất đơn giản nhưng đạt độ hiệu quả rất cao nhờ vào khả năng tranh chấp bóng bầu cực tốt. Vẫn còn. Pha bóng chưa hết cơ hội làm gì. Tỷ số được giữ lại xuống còn 1-2 cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Vẫn còn thời gian. Tỷ số được thu hẹp xuống còn 1-2. Thời gian vẫn đang trôi qua. Như vậy là không có lỗi Việt vị. Cuối cùng thì các cầu thủ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có bàn thắng thứ ba. Mà chúng ta buộc phải dồn lên như thế này thì việc để quá nhiều lỗ hổng sau lưng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 3-1 cho các cầu thủ U23 UAE. Và nó cũng đã chấm dứt những hy vọng còn lại.